Xin chào tất cả bác ạ. Chào các bác ạ. À, thưa các bác, sau khi mà xử lý cái công việc ở công ty sau những ngày chịu ảnh hưởng bởi bão lũ, thì cháu đã xử lý xong công việc ở nhà máy của mình. Hôm nay thì cháu bắt đầu chuyến hành trình giúp đỡ bà con tại miền Bắc. Và đồng hành cùng với cháu là anh Tú, xe đầu kéo Velox các bác nhé. Sở dĩ hôm nay là anh em cháu đi cùng nhau là bởi vì là anh Tú là một người nắm rất rõ ở các cái địa bàn các tỉnh phía Bắc này và các tỉnh phía Nam, phía Trung là anh cũng nắm được vì trước là anh lái xe lâu rồi các bác ạ. Đấy, đợt này thì anh em cháu sẽ đồng hành đi các tỉnh từ Thái Nguyên này, Cao Bằng, Bắc Cạn. Và hành trình thì Yên là Bái rồi Yên Lào Bái. Cai nữa các bác ạ. Đấy, vâng. Anh em mình có khi phải đi giật lùi lại. Vì Vâng. đây là cái hiện trường là cái vụ vừa rồi là Vâng. ở đây là thôn Là Pháng. Vâng. À, thuộc đây là xã gì chú nhỉ? À, xã Yên Trạch. Xã Xã Yên Yên Trạch. Trạch của huyện Vâng. Phú Lương. Vâng. Thì cũng là một cái nơi mà cũng là gọi là xóm gọi thuộc là diện 135 ấy, xóm khó Vâng. khăn của huyện Phú Lương. Thì bà con là mới bị sạt lở ở đấy là mới thông đường được khoảng 1-2 ngày hôm nay. Vâng. Còn trong này thì bị biệt lập ở trong này thì nước lên một phần thôi, còn những cái hộ mà khó bị biệt lập hẳn là nằm ở bên kia. Vâng. Bây giờ bà con là về tập trung tại nhà văn hóa Vâng. để cũng có một số nhà hảo tâm phát gạo Vâng. đấy. Thì anh em mình từ Hà Nội lên thì chỗ này gần thì mình nghĩ là phải Vâng. trước, sau đó là mình sẽ đi những tỉnh vùng cao khác như Bắc Cạn hay là Cao Bằng thì có Vâng. nhiều đồng bào còn khó khăn hơn thì anh em mình sẽ là khảo sát tiếp Vâng. rồi lên đường. Thế là Vâng. cháu Tú thông tin thêm về chuyến đi lần này thì cũng có rất là nhiều những hộ bà con là bị sạt lở, mất trắng nhà, mất có nhà, mất cả người. Có nhà như ở Lục Yên, Yên Bái là mất đến 5 người trong một nhà, sập hết nhà cửa luôn, nên là rất là thương tâm. Vâng. Nên là cháu Tú nghĩ rằng là chuyến đi lần này nó sẽ là dài ngày, kéo dài từ 1 tuần cho đến 10 ngày, chưa biết lúc nào mà mình xong được việc thì mình mới về. Vâng. Đấy, nên là em Hậu là cứ chuẩn bị công việc. Anh em mình đi vào hỗ trợ cho anh em trong này tí nhỉ. Vâng. Người dân là đang chờ đây vì cán bộ anh Tú đã liên hệ với cả cán bộ các hộ dân là họ ra chờ để phát rồi các bạn. Bên đoàn anh Tú đoàn ở Hà Tĩnh thì họ tặng các cái thực phẩm, còn cháu thì sẽ tặng thuốc men. Đấy. Và rất mong muốn rằng là không ai phải dùng đến thuốc. Bà con đang Xóm trưởng chờ đây. ngoài đội trưởng, ở Có đây vẫn ba chưa có hộ là điện. bị ảnh hưởng rồi. Hiện tại là chỗ này điện vẫn chưa thông các bác ạ, do là thiệt hại ở các tỉnh phía Bắc rất là nặng. Cùng một lúc tất cả các tỉnh hầu như là đều bị đổ cột điện bởi vì sạt lở đất ảnh hưởng đến cái đường điện, cho nên là ngành điện họ đang tập trung khắc phục nhưng mà thời gian chắc cũng không phải là ngắn đâu, vì ví dụ như 1-2 tỉnh bị thì họ có thể lấy cột điện họ thay, nhưng bây giờ các tỉnh bị nhiều quá không có cột để thay ngay được. Đấy. Các bác biết cột là làm bằng bê tông cũng phải mất thời gian đổ đúc rồi thì thay sửa rất nhiều công việc. Đấy. Hôm nay thì cháu mang quà đến là mong là bà con không phải dùng thuốc. Dạ. Đó. Bây giờ khi thiên tai thì mưa mà Vâng. mưa mệt luôn mà bây giờ thì nắng lắm. Chưa có điện thì sao không? Chưa có. Mất điện, mất điện. Mất điện rồi. Mất điện. Mất điện với cổ này đi không có mà. Ở cái bản đây thì bị biệt lập một thời gian mấy tuần đấy. Cháu xin lỗi mấy ngày, không phải mấy tuần. Từ cái Anh lúc em mình vào ngồi đây. Vâng, từ lúc sau bão là bị. Thưa bà con này cháu alo ạ. Thưa bà con, cháu có mang đến bà con hỗ trợ một cái phần thuốc. Ở đây thì gồm có thuốc đau bụng, tiêu chảy. Thì có thể là đợt lũ này thì nó sẽ làm cho nguồn nước nó bị ô nhiễm, bà con sử dụng khi cần. Hướng dẫn sử dụng thì cháu ghi rất kỹ ở đằng sau mỗi cái gói như này rồi. Gồm có thuốc đau bụng tiêu chảy này, mất nước do điện giải, các bác mà mệt mỏi mà dọn dẹp những cái đất đá sau khi mà lũ ấy, thì làm việc nó mất mồ hôi, thì bác sử dụng cái bù nước điện giải bác pha vào trong nước lọc để dùng. Tiếp theo là đau đầu, sổ mũi, rồi thì cảm cúm. Cháu nghĩ rằng là cũng sẽ hay bị bởi vì là vừa mưa xong nắng thì rất dễ bị mệt, rất dễ bị cảm. Các bác có thể sử dụng ở đây được. Cháu rất mong là không ai phải dùng đến, nhưng mà cháu đây là một cái các cái thuốc dự phòng thôi các bác nhé, nên khi cần là dùng ngay, còn rất mong là không ai phải dùng đến. Tiếp theo nữa là cái thuốc về ghẻ và ngứa, thì cái nước này rất dễ là có cái con ghẻ nước ấy, nó chui vào các cái
kẽ rồi thì tay chân đấy ngứa nó rất là khó chịu. Tiếp nữa là cao so bóp, cái này thì các bác trong quá trình di chuyển nó có thể là bị ngã hoặc là va đập vào các cành cây thì tím thì các bác có thể sử dụng, hoặc là trong lúc lao động lặng mà mình sai tư thế thì mình có thể sử dụng được. Tiếp nữa là kem bôi ngoài da, nấm da, nghĩa bị nước ăn chân, nước ăn chân, nước ăn tay, hoặc bị ngứa không rõ nguyên nhân, có thể là mình bị dị ứng với cái lá cây nào đó nó quẹt vào. Tiếp nữa là nước muối sinh lý nhỏ mắt, cái này khá quan trọng, bởi vì là cái nước mà bẩn thì cái mắt các bác là dễ hay có nguy cơ bị đau mắt, đau mắt thì là dễ phức tạp rồi, đúng không? Và cuối cùng là cái trà gừng. Đấy, khi mà gió lạnh hay là các bác bị huyết áp thấp, các bác sử dụng. Những bác mà đặc biệt là các bác lao động sau lũ như này, các bác cố gắng là ăn sáng, bởi vì lao động cuốc đất đá rất là lặng, các bác mà nhịn ăn sáng mà lao động quá sức cái là nó rất là phiền. Các bác nhớ ăn sáng để mình dọn dẹp. Cháu biết là sau lũ rất nhiều việc phải làm nhưng mà mình cứ phải ăn đã, các bác đừng nhịn sáng. Đây là những cái sản phẩm mà cháu sẽ đóng hết trong đây rồi, hướng dẫn sử dụng thì cháu ghi đằng sau rồi. Và trên đây cũng là có cái số điện thoại khẩn cấp, khi mà các bác bị những bệnh khác các bác có thể gọi điện để có dược sĩ giúp các bác, tư vấn các bác trong trường hợp cấp cứu hay như nào đó thì các bác có thể gọi điện vào cái số đó. Đấy, tất cả thì đều trong một cái gói như này, những sản phẩm cháu vừa đọc thì các bác khi dùng thì đọc đằng sau hướng dẫn ở đây. Và trong mỗi gói thì cũng có hướng dẫn nữa rồi, đấy, nhưng mà cháu làm thêm hướng dẫn ngoài để tránh trường hợp nó bị rơi. Đấy. Rồi, cuối cùng là chúc các bác là không ai phải sử dụng đến cái gói này. Và... chào bà nhé. Lúc đấy là gia đình nhà mình là đang ở đâu ạ? Đường ba bố mẹ con đang nằm. Đang nằm trong nhà á? Vâng. Đang nằm trong nhà. Cả nhà may là lúc mình chạy ra luôn. Xem ao về thì thấy trong sau nhà nó cứ rung rung. Thấy rung à? Vâng. Không, mình là đấy là cái dấu hiệu của cảnh báo ấy. Gọi em với mẹ dậy là phi xuống chỗ cây bưởi này là vừa xuống là mái chập xuống đó. Ủa thế à? Vâng. Cũng may quá. Ở cái những cái vùng như Cao Bằng ấy là bà con trước khi mà núi mà cao lở là có tiếng ùng ùng ở trên. Nó cũng rung rung như này. Xong rồi hoặc là rung, đấy là cái dấu hiệu của vùng sạt lở đất là thế. Cái nhà nó có tiếng rung khoảng cái này là nó có cái rung ở này là lúc chú đi xem cái ao ở đây này. Vâng. Về là chú không ngủ được, thế là chú mới ban tối gì? Một giờ kém. 1 giờ đêm. 2 giờ kém. 2 giờ kém. 2 giờ đêm kém. Vâng. Ôi nó sập vào 2 giờ đêm à? Ừ. Thế à? Thế là lúc ấy chú về không ngủ được. Thế chú mới cái đèn pin của chú lại sáng ấy, chú bấm đằng sau thì chú thấy có cây cỏ Nhật, mấy cây cỏ mua nó cứ đung đưa thế này. Mới bảo bà gọi thằng này dậy, bảo là dậy, bảo con dậy ngay, bảo gì thằng ấy nó nhảy ra khỏi chỗ nằm phát rồi nhảy xuống đây rồi.
một phát như súng bắn ấy còn gì nữa. Vâng, ở bên Cao Bằng vừa rồi cháu sang nhé. Bà con cũng bị sạt lở xong rồi lúc trước là nó nổ bùm một phát là như bom ấy. Tất yếu nó phải có xong rồi gì? Một lúc sau đất đá tung tóe ra. Là người dân ở đấy bảo nó giống như kiểu là phim khoa học viễn tưởng ấy. Đất đá nó tung tóe lên trời mà cháu vẫn còn cái hình ảnh ở đây này. Vẫn còn cái hình ảnh mà đất nổ nó tung ra văng cả mấy trăm mét. Xong rồi là vùi mất là 4-5 nhà đấy. Cái này thì nó không là... nó chưa nghe nó phát tiếng nổ mà lúc rồi. Nó lao vào nhà là có tiếng nổ rồi. Có tiếng ung ung ấy. Lúc có nó lao vào nhà là có tiếng nổ rồi, như tiếng nổ súng rồi. Vâng, thế thì còn là lúc ông nhìn thấy là thấy cây cỏ nhân nó có mua nó rung là ông gọi bà nè, bảo con giày phát là nhảy xuống đây là phát là nó nhà đổ luôn chứ còn gì nữa. Vâng. Bây giờ bác cháu mình ra cái bóng cây mát mát thì cháu cũng có gửi cháu có vâng. Ít quả nhỉ. Vâng. Vâng. Chút đi ngoài. Vâng. Chút hạ sốt. Vâng. Đây là có cái cơ sở sản xuất kẹo của đồn nguyên ở trong Hà Tĩnh á. Vâng. Có phần quà nhỏ gồm gạo và nước mắm. Vâng. Chế, dầu ăn. Vâng. Gửi cho vâng. Bác. Vâng. Rồi, thế thì cái chú xin nhá. Đấy, bác thử cái kẹo cu đơ nhá. Rồi cái thuốc đấy thì em Hậu hướng dẫn cho bác cái giấy hướng dẫn đằng sau nhá. Vâng, cháu em được thay mặt gia đình là trước tiên là cảm ơn chú các anh chị và các như chú anh kênh YouTube là xe đầu kéo Vlog với lại hai anh đây là vâng. Đến thăm hỏi và có chút quà động viên tinh thần gia đình em trong lúc khó khăn. Vâng. Chân thành cảm ơn chúc sức khỏe tất cả anh chị. Vâng. Trơn nữa nhở. Cẩn thận đấy. Cái máy này này. Vừa thì ra ướt sao mà tạo ướt cái máy này mình. Đây, xe này là bị đất nó đẩy xuống nó lổ như pháo ấy nhỉ. Mấy cái này mà đất nó sạp nó lổ kinh lắm á. Bùm bùm cái bom ấy. Ây ây. Trơn giọt bít. Trượt rồi các bạn. Trần quá. Cái này phải đi dắt bộ đội ấy. Mai nha mình phải mua thêm đôi dép bộ đội. Mai mua đôi dép tù ông. Thế là tôi thay bộ quần áo mới rồi. Vừa nói dứt câu xong. Hôm nay là chỉ là màn khởi động cho Hậu thôi. Thì là mai đi Cao Bằng Cao Huyết thì nó sẽ vất vả hơn. Nhưng mà hôm nay nắng nhỉ. Mình mệt nhưng mà thôi bà con này cũng mừng vì là nó khô đất. Thế còn hôm anh ở Cao Bằng nhé. Vâng. Cái làng mà anh kể với là người ta không dám ngủ. Không dám ngủ luôn. Thế nên gửi video cho chèn lên cho các bác xem. Nghe tiếng mưa thôi đã sợ đã chạy ra khỏi nhà rồi. Vì nó kinh hoàng quá. Mưa nó kêu to quá như lỗ ấy à. Tức là họ bị ám ảnh rồi cái vụ sạt đấy. À. Thế là chỉ còn nghe tiếng động gì kiểu tương tự hơi ủng ủng đi. À. Nhà đã chạy rồi. À. Bản đấy là ngủ liên tục. À. Mất ngủ liên tục trong vòng mấy ngày thức. Là có người ra túc trực ở những cái vị trí để canh nữa. Hú lên phát là chạy luôn. Thế là đến mấy hôm sau tạnh giáo đây họ mới dám đi ngủ. Tiếp. Đơn giản. Vì là nhiều thông tin ở những nơi khác nữa nên là họ cũng sợ. Mà cái làng anh vào đấy nhé. Vâng. Là phải là ông cụ 90 tuổi sống ở đấy ông bảo là cả đời ông là chưa bao giờ thấy nhà ông năm đời đấy mà chưa ảnh hưởng gì cả sạt lở cả năm đời chưa bị bao giờ. Ừ. Và đến khi đấy là bị ở đây là thuộc gọi là thôn Khe Bín đời Bín Sắc Bín ấy. Ừ. Xã Tân Phượng huyện Lục Yên Yên Bái à. Tí nữa chú gửi cho các bác cái hình ảnh để các bác xem chèn lên tay của nhân vật hình dung thiên tai như thế nào. Đấy chỉ là một trong những số nhỏ thôi nhưng mà cái vụ mà nếu như ổn định được thì đợt sau anh em mình lên là ở trên Lào Cai nhỉ. Lào Cai cả một bản đấy. Đấy thì để lực lượng chức năng người ta làm xong đã mình mới lên được. Cái này hơi nóng lắm. Nóng phải cố ra. Cháy đít. Chỗ này là sạt hết cái vỏ hồ ra đây. Nhà này là mất ra cá rồi. Nhà này mất toi, mất trắng rồi. Mất hết. Nhà
giàu nhưng mà không giàu được nữa. Giàu này ăn thua gì? Thiên tai nó dập rồi. Đúng không? Bây giờ bảo là đang tích được tống tiền muốn xây cái nhà bảo phải công nhận là mấy cái xe của các bác bền thật, coi như là bị lúi sạt vào om trong đất 4-5 ngày đào ra vẫn chạy bình thường, nhỉ xe là bền đấy. Giang với cả Lào Cai mới Lai Châu ấy, núi nó cao hàng nghìn mét, nó chỉ cần sạt một phát là đất nó rơi xuống là như bom chết hết. Nếu mà để ở dưới nó rơi vào nhà chạy không kịp ấy. Ở đây là núi nó còn trung bình thấp thôi, trên kia núi nó cao lắm, cứ cầm kiểu như mình cầm đá lém từ trên xuống thì chạy không nổi ấy. Bão lũ là nhìn thoát quá. Đường để đi ở trong ruộng ngô đoạn khó khăn, vừa lấy là hộ vừa lấy là bị cô lập, núi đá sạt rồi không có đường đi, gia đình phải mở cái đường bên ruộng ngô đâm vào ruộng đi ra ngoài.
mà hôm nay nắng mới vào được, những hôm mưa mà không vào được nó trơn lắm. Như em xem phía ngoài kia xem đất. Đấy, thế rồi. Đúng là sạt nó lở ra đúng không? Ở đây chắc là chưa bao giờ bị như thế đúng không anh? Đúng rồi. Cuối cùng đó là mấy chục năm rồi không bị. Từ năm 71 rồi. Vâng. Nhưng mà nó cũng nó nhanh gọn, nó không kéo dài nữa. Rồi. Hôm nay vậy là hành trình sáng nay là kết thúc. Anh em cháu di chuyển đến ăn trưa. Kết thúc hành trình với bà con tại Phú Lương, Thái Nguyên. Quan Tiểu Yêu. Chào các bác nhá. Quan Tiểu Yêu là em mới đang bị ốm. Ốm. Ốm do bị sốc địa hình. Sốc nhiệt, sốc nhiệt. Đang từ cái địa hình đồng bằng. Đồng bằng lên địa hình núi, em đang bị sốc. Đấy, không chịu lối. Phải ngồi. Thế chiều nay còn sốc không? Đỡ rồi anh ạ, làm quen dần đấy. Làm quen dần với cuộc sống ấy. Lúc nào mà đường nó khúc khỉu quanh co thì là em lại sốc. Đúng rồi. Đường mà ngon em lại khỏi ngay. Chính ra là nhà em nó may mắn ấy. May mắn. Nhà em ở ấy gì á, thủ đô gì. Thế thì em liên hệ người nào mà người ta làm ở thủ đô mình nhận quà nhé. Ok. Được. May mắn. Không anh nói. Mấy hôm nữa về để nói đùa vậy thôi chứ thực ra là những ai mà bỏ tiền ra, đặc biệt là tiền của cá nhân hoặc là tiền mà người ta góp vào, mình bỏ công sức ra để đi phát quà, thì tất cả những người như thế đều đáng được trân trọng. Đấy, thì cũng có những người ta không biết cách phát quà thì dẫn đến nhiều cái việc là những gọi là cư dân mạng họ sẽ bình luận chê trách, nhưng cá nhân cháu cho rằng là bất cứ ai, dù là ai đi chăng nữa đấy, nếu như họ đã bỏ tiền ra, họ giúp người dân thì cháu nghĩ rằng đều đáng trân trọng hết, đều là tốt hết. Thế còn họ làm vì mục đích gì hay như thế nào thì cháu cũng không cần bàn đến, miễn là người dân được hưởng lợi vậy thôi. Đấy, thì như vậy cuộc đời tích cực hơn. Chứ trên mạng đọc nhiều cái thông tin mà chê trách rồi thì tiêu cực thì cháu nghĩ nó không hay đấy. Mình phải lan tỏa cái tích cực lên nhé. Thì nếu như mà có những người mà người ta ủng hộ 200.000 mà bị phê phán thì lập tức rằng là cái việc từ thiện này vốn dĩ nó xuất phát từ tâm thì nó lại thành một cái gì đấy như là kiểu như là bị đòi hỏi, thì tự nhiên rằng những người bỏ tiền ra người ta sẽ cảm thấy là ngại bị nói này kia. Nên là anh nghĩ kể cả là 1.000 nếu như mà quyên góp thì đều đáng trân trọng hết. Bây giờ anh em cháu chuẩn bị đi ăn trưa. Đấy, hôm nay có quyên góp gì không? Một ngày lương sức luôn. Sức rồi, lái xe thì là đến đoạn nào khó thì mình lại là ngủ thôi. Phát quà cho bà con lại là phát quà luôn. Tí là nếu mà có giờ mà anh không vào được thì em bơi vào. Được luôn. Ok. Em bơi vào phát quà cho bà con. Được. Đi tiền luôn. Thì đi ăn nhỉ? Đi ăn thôi. Được, ok. Bây giờ đi ăn với các bác ạ. Hãy hy vọng rằng là video này sẽ là một cái lời gọi là chia sẻ với các bác. Vừa cháu cũng nói qua, hy vọng rằng mỗi người góp một chút công sức rồi thì là có người có sức thì có thể là đi giúp bà con, có người có của thì có thể góp giúp bà con. Miễn là sao giúp được mọi người thì đều đáng quý hết mọi người ạ. Anh em cháu bây giờ là 2 giờ rồi. Chưa ăn trưa các bác ạ. Được 2 giờ rồi ạ? Nhanh thế ạ? Anh Tú là anh ấy bỏ để anh làm hỏa nhãn kim tinh dẫn đường. Anh rất 2 tiếng không thấy quán nào. Đâu, vừa đi ra ngoài thị trấn là cơm hết rồi. À đấy, không phải do hỏa nhãn kim tinh mà anh em cháu đi hăng quá. 1 giờ mới bắt đầu rời đi, cháu trêu đấy các bác. 1 giờ anh em mới đi tìm quán ăn thì đến nơi người ta bảo là có ăn cái phở với cả cái nước mà người ta đảo qua cái mỡ dính ở chảo không, anh em bảo như thế không ăn được. Cơm không đủ phần, đông quá. Hết rồi, hết cơm rồi. Lại mưa gió. Giờ anh em là kế hoạch di chuyển là sang hướng Bắc Sơn, Lạng Sơn để vòng lên Cao Bằng. Đến Bắc Sơn là 4 giờ chiều, thêm mình 4 giờ ăn trưa. Không, bây giờ mình đến đây là đây là ngang khu vực này gần rồi. Đấy, đi như thì nó phải cực như thế thì nó mới gọi là đi. Thì còn dễ quá thì nói chuyện gì. Hôm đầu tiên anh đi lên đấy còn ăn mì tôm lương khô.
chứ được đâu rồi. Có quán cơm nào. Em đi tối chỗ này là xe ô tô. Có hy vọng anh nhỉ. Cái cơm chứ chó nó cứ rồi. Mình vào mình gọi giả cây. Có quán cơm là trước quán thịt chó. Đấy, được đấy. Ra thịt chó xong ăn cơm. Biết quán cơm không? Bắt từ từ để xem nó có mở không anh. À, có mở này, nghĩ là sao cơm làm chung với thịt chó thì hoang mang nhỉ? À, hai quán gần nhau. Mình không ăn thịt chó, mình ăn cái nước thịt thôi cũng được. Mình trộn vào cơm mình ăn. Và tôi ăn thịt đó, tôi ăn nước thôi. Ở nhà này ấy, có phải hai nhà này? Hai nhà là một rồi, thấy cửa này thông nhau này, đấy chưa? Đấy, vẫn còn món ở trong hay à? Còn nguyên một đĩa thịt chó này. Có ăn không? Nhưng mà nhìn ít đồ ăn quá. Còn mỗi một đĩa thịt chứ lại còn hơn là không có anh ạ. Bên kia, bên kia đường kìa. Đâu? Bên kia đường nhiều hơn kìa. Ờ, cũng được. Bây giờ già còn kiêng cái gì ấy, chỉ sợ đói, kiêng thịt gì ăn hết. Ruột cũng ăn. Đóng cửa. Đóng cửa nghỉ à? Có mấy xe để giúp cửa mà. Anh kéo lên xong ấn xuống một cái. Xe hiện đại quá. Đấy, xe nó cảm ứng xe... Đóng cửa rồi. Quan không? Không, đang mở mà. Mà biết còn cơm em có ô không? Quan tiểu yêu đi. Sáng ô trước hỏi. Các bác ơi, xe là có cả quan tiểu yêu nhá. Đấy, chứ không phải tí. Không tìm với ai. Tìm với hai người. Quan tiểu yêu. À, thưa các bác, bây giờ là 9:30. À, anh em cháu vừa mới về đến phòng các bác ạ. Thì hôm nay đã giúp được các hộ dân ở chỗ nào anh Tú nhỉ? Thôn Là Phang ở bên Phú Lương, huyện Phú Lương. À, thôn Là Phang huyện Phú Lương, còn xã nào? Xã quên rồi. Anh em đi khó nhiều, nhớ quá. Đi nhiều. Đường sắt rơi hết cả địa chỉ ra ngoài các bác ạ. Anh Tú cho có đi quả đường 30 cây đi 1:30. Thực ra là báo cáo với các bác là phải di chuyển sang đến đây là Thất Khê, từ Lạng Sơn thăng sang Thất Khê thì không quá xa. Nhưng mà có cái đoạn đường mà từ bên chỗ gần chỗ Bắc Sơn. Bắc Sơn rẽ sang bên Thất Khê thì đường rất là xấu. Và. Nên là đi mất hơn 2 tiếng. Và. Bây giờ về muộn, ăn cơm muộn, nhưng mà ngày mai thì có một cái sự việc cũng rất là quan trọng và nghiêm trọng ở trên Cao Bằng là Tú nhận được thông tin là có, trong đó là thôn đấy là sạt lở hết 37 hộ. Không biết là về thống kê thiệt hại là mất người ra sao, nhưng đại loại bà con bây giờ là cũng ở trong cảnh màn trời chiếu đất, thiếu lương thực. Và ngày mai thì anh em lên đường sang đấy để hỗ trợ bà con ở bên Cao Bằng, huyện Nguyên Bình. Vâng, tiện đây thì cháu cũng thông báo với các bác tình hình của em Sơn ở Hải Dương. Thì trước bão thì cháu có nói là với em Sơn là tài trợ cho em một cái máy. Nhưng mà hiện tại là có thêm, các bác chờ một chút nhá. Có thêm bác Quế ở Hải Phòng cho em 500 này. Có một cô ở Hoài Đức cho em 1.000.000 là 1.500.000. Và một cô ở đây là cô Hạnh ở Boston thì chắc là ở Mỹ đúng không? Boston chắc là Mỹ. Đấy, Mỹ được. Tổng cộng là em Sơn được 3 người cho là 4.000.000. Thế nhưng mà em ấy là chiều hôm nay là phải đi cấp cứu các bạn. Chiều đi cấp cứu do là lao phổi kháng thuốc và đang có nguy cơ là ngừng đập tim. Đấy, em có gọi cho cháu chiều nay báo thế thì cháu sẽ vừa về đây, vì chiều nay là tín hiệu sóng nó chập chờn ở Thái Nguyên, là chỗ lúc điện có điện không, cứ nói cứ tút 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 tê, nó cứ dìa những cái đài ấy, cháu nghe không rõ. Giờ về đây có sóng cháu mới phải gọi. Đấy, cháu gọi cho em Sơn để thông báo em ấy là có ba người gửi trao cho em cái tiền thì em ấy. Alo, đỡ chưa em? Đỡ chưa? Em vẫn đau lắm. À, vẫn đau lắm à? Vâng. Anh bảo là bây giờ là có 3 người gửi cho em là 4 triệu nhá, thì anh chuyển cho em 4 triệu. Với cả anh gửi cho em 3 triệu nữa là 7 nhá. Để cho em chữa bệnh nhá. Được không? Ờ, thế bây giờ anh chuyển tài khoản mà vừa em nhắn đúng không? Anh chuyển cái tài khoản đấy có phải của em không, của ai đấy, cái tên này khác đấy. Vâng, tài khoản giờ ông là anh mà em có mua tài khoản đâu. Ừ, thế anh chuyển số đấy cho em nhá, hôm nào anh về Hà Nội anh qua nhá. Ok. Đấy các bác, cháu trao đổi ngắn gọn để các bác biết là có thông báo với em Sơn thì cũng tính là tài trợ cho em cái máy, nhưng mà
thôi cứu người hơn cứu hỏa, chứ bây giờ mà em ấy mà vào viện không có tiền chữa bệnh là nguy kịch. Là em có nói là đang bị nguy cơ tim ngừng đập, rồi thì lao phổi kháng thuốc điều trị đợt này chắc phải 6 tháng trong viện, không biết như nào, chắc chắn là sẽ tốn kém. Đấy, nhưng mà trước mắt cháu hỗ trợ là 3 triệu với cả các mạnh thường quân có 3 người cộng vào 4 triệu tổng là 7 triệu. Đấy, cũng định làm mái rồi, nhưng mà cháu nghĩ là cái việc làm mái gác lại, bởi vì nếu như đợt này mà không chữa bệnh cho em ấy thì khả năng là cũng chẳng còn sống để mà dùng cái nhà ấy đâu. Đấy, thì cháu sẽ chuyển luôn cho em Sơn nên là 7 triệu. Đấy. Và cháu cũng xin phép là thông báo các bác là cháu vừa gọi cho em Sơn là thông báo cho em là chuyển 7 triệu rồi. Thì lát nữa cháu sẽ chụp màn hình xác nhận, và chỉ là xác nhận em đã nhận được tiền thôi nhé. Còn cái bill mà chụp lên màn hình như là YouTube là họ sẽ đập gãy kênh luôn đấy, vì nó liên quan thông tin cá nhân. Cháu chỉ chụp cái màn hình này em Sơn đã nhận được 7 triệu để các bác không biết. Còn cái chuyển bill ấy thì cháu không dám đăng lên, thì sợ là YouTube họ phạt cái gì gọi là cái gì anh nhỉ? Lộ tiết lộ thông tin cá nhân. Là YouTube họ xóa kênh ấy, các bác thông cảm. Gọi để các bác biết, không nhiều bác, có 3 bác gửi để bảo là đưa cho em hơn chưa, thì thông báo các bác, cháu tí cháu gửi xong cháu sẽ chụp ảnh video các bác xem. Đấy, thì thôi cháu tạm dừng video tại đây, cảm ơn các bác đã theo dõi video. Ngày mai cháu cùng với cả anh Tú xe đầu kéo Vlog sẽ đến một ngôi làng biệt lập có 37 hộ dân, là hiện tại họ đang mất hết nhà rồi, đang phải ở tạm ở trong gốc cây hay là họ dựng bản, gọi là bàn quay cái gốc cây để ở. Đấy. Thì không biết thiếu thốn nào mà mai anh em đến thì xem giúp được thì giúp, mà cũng sẽ ghi lại hình ảnh để lan tỏa cho mọi người, bởi vì các bác biết là rất là nhiều đoàn đi từ khắp mọi miền Tổ quốc lên cứu giúp bà con miền Bắc, thế nhưng mà cũng có đoàn là họ dồn vào một chỗ bởi vì chỗ đấy là nhiều người ghi hình người ta quay lên. Thế có những chỗ như là có những chỗ anh Tú đến là còn chưa ai đến, như là sáng nay cháu anh Tú đến là có được một đoàn không, à, có đấy, một hộ đấy là, đấy không phải là đoàn mà là chính quyền huyện đoàn của huyện Phú Bình, à huyện Phú Lương. Còn thôn đấy thì được có một đoàn. Thế coi như là chưa có một đoàn nào đến cái chỗ góc đấy đúng không? Đúng rồi. Chỉ có sập một, nhà đấy. Một cái gọi là đại diện huyện Phú Lương thôi, chứ không phải là đoàn từ thiện, bởi vì họ không biết cái chỗ đấy. Thì với mong muốn là sẽ ghi hình nhiều nhất những cái nơi mà người dân là bị ảnh hưởng do bão lũ nhưng mà chưa được nhiều người biết đến. Thì anh em cháu hỗ trợ một phần về tiền, một phần về nhu yếu phẩm và thuốc men, nhưng cũng một phần lớn hơn cả là đăng tải những cái hình ảnh để cho những mạnh thường quân biết được, chia sẻ, giúp đỡ. Có thể các đoàn họ đi lên đấy họ giúp đỡ nhiều hơn nữa, và cũng có thể là qua những hình ảnh đó họ có thể là giúp đỡ bằng tiền mặt. Đấy, có rất nhiều cách. Đấy, mời các bác sẽ theo dõi kênh của anh Tú xe đầu kéo Vlog và kênh của cháu để ủng hộ theo dõi hành trình cũng như có thể chia sẻ giúp đỡ các hoàn cảnh đấy các bác nhé.